cháu sợ là một lần mẹ cháu quyết định thì không đúng, lần này cháu sẽ quyết định ngược lại ý kiến của mẹ cháu đúng không? Chị Nga, xin chị giải thích ạ. Tại sao chị cho rằng là chị đồng ý với lại ý kiến của con trai của chị? Tôi sẽ sang màu đỏ, nhưng mà vì vậy giờ tôi phải lấy da nhiều quá nên cháu không biết bảo mẹ có để màu xanh đi. Dễ bị chướng mắt còn rẻ thì giá còn rẻ chắc chắn hơn ạ. Ồ ai dạ. Thế bây giờ đây mẹ rút cho nào. Cũng thôi, chúng ta bỏ đi mình cứ thắng là bỏ đi chứ thắng mà bắt chúng ta là bỏ như thế mà trong khi ngồi đang bỏ ra cho chị Nam. Mình ngồi đây các con biết là dễ bị bỏng đúng không? Cho nên là cũng nó là bỏ còn rẻ. Đến cộng đồng lại xem điểm các gia đình nhé. Gia đình nào giành được điểm cao nhất thì sẽ được danh hiệu đầu tiên, đó chính là danh hiệu con tay vàng. Với lúc bảo tặng cái tiên của chương trình là đầu tiên là thì phải dành số 1 trước người gia đình chị. Nhiều vậy? Có đeo găng tay rồi nè. Đây còn nhiều dĩa kia kìa. Đây nè, dĩa ăn đó. Ủa chứ la đó là hả? Ừ, đi nè. Thế là đẹp rồi đúng không? Chứ là đi đám dĩa đi.